với thời gian để đem lại những thời cơ, những sự chuyển biến để rút ngắn được tỷ số luôn bạn. Tuy nhiên trước đó thì ở những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất thì Kiến Trúc Các Việt họ đã đẩy cao đội hình lên để tham gia tấn công khá nhiều. Tuy nhiên thì bị ngăn chặn bởi thủ thành Ngọc Tuấn cho đến điểm hiện tại này. Chưa được, bóng bóng còn bé tí thủ ca tiếp tục bắn lại các thủ trắng. Vừa có một cầu thủ xoay sở thành công đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 10, đó chính là Quỳnh Khang. Thủ ca sẽ là cơ hội bắn công nhanh dành cho Kiến Trúc Các Việt, không được rồi. Tuy nhiên bóng bóng còn vẫn chưa có những sự hiểu ý nhau về những tình huống tham gia tấn công như thế này, khi mà thời cơ đã đến với các hù của Kiến Trúc Các Việt các mong manh cho bạn. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa chắc chiều về những cơ hội như thế này. Tony chưa được, chưa qua được Lâm Thạch trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn, vẫn là Tony. Tiếp tục vẫn là Thanh Hiền. Thủ ca Tony chưa dứt điểm thành công ở vị trí vừa rồi của Tony. Hơi khó khăn dành cho Kiến Trúc Các Việt cho đến thời điểm hiện tại này. Những tình huống tham gia tấn công của họ đều bị các thù của câu lạc bộ Bay Bang Cần Thơ họ ám sát rất nhanh và những tình huống như thế này thưa các bạn. Tay thì rất khó chịu. Đó bị dành cho các thủ trắng. Quốc Khánh. Đó là cú dứt điểm đến từ vị trí của Quỳnh Khang, sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho câu lạc bộ Kiến Trúc Các Việt. Thủ ca. Kim Anh ơi, con xem bóng đá hả? Tony. Thanh Niên. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho các thủ Bì Văn Cần Thơ. Từng lần đó gần giờ đây thì khó khăn đang cầm chắc khó khăn lên đôi chân của các thủ Kiến Trúc Các Việt. Khi mà cho đến thời điểm hiện tại này thì tiếc tại sao em đã đi qua sân, thật sự đang rất nóng như bạn. Thể lực là một điều rất cần thiết dành cho các thủ thi đấu trên sân, cũng như các thủ Kiến Trúc Các Việt họ đang cố gắng tìm kiếm những thời cơ tiếp theo cho câu lạc bộ mình. Tony tiếp tục vẫn là Tony cơ hội. Đã có tình huống cố gắng tỷ số dành cho các thủ Kiến Trúc Các Việt. Vừa rồi người ghi bàn thành công đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 8, đó chính là Thanh Hiền thưa bạn. Và chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi của Thanh Hiền. Về lợi thế mặt sân đấu thi đấu sân Nam như thế này thì rất dễ dàng để đem lại một bàn thắng, và chỉ cần những pha phối hợp đơn giản như thế này thôi thì Thanh Hiền là người đã có thể rút ngắn được tỷ số dành cho câu lạc bộ Kiến Trúc Các Việt ở điểm hiện tại này. Và chỉ còn một bàn thắng thôi sẽ được thì sẽ quân bình được tỷ số dành cho các thủ câu lạc bộ Kiến Trúc Các Việt. Và giờ đây thì tinh thần thi đấu của họ đã được đẩy lên khá cao. Thủ ca Thanh Hiền, Lâm Thạch,
đá phạt góc dành cho các thủ trắng. Quả dĩ danh dành cho thủ thành bé tí, sẽ là phản công dành cho các thủ xanh. Thanh Hiền không được, chưa có những khoảng trống để Thanh Hiền đem ra những tình huống xoay sở thành công. Đá biên dành cho các thủ Ban Cần Thơ. Tắc Khánh, tình huống cắt bóng rất tốt, đây là cơ hội dành cho các thủ câu lạc bộ Kiến Trúc Cát Phơ. Và đá là bàn thắng, Quỳnh Hình tỷ số rất tốt dành cho các thủ xanh. Và Danh Hoàng là người đã ghi bàn thành công trong tình huống vừa rồi. Bóng sẵn đấu với nó gần quá hay cho đến thời điểm hiện tại này, chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống phối hợp của các thủ Kiến Trúc Cát Biệt. Họ đã đem lại những hơ cơ và những bàn thắng đã thể vượt quân bình tỷ số. Trước đó là một tình huống cắt bóng rất tốt đến từ vị trí của Sú Ca các bạn. Và Danh Hoàng đã không làm sự thất vọng một tình huống như thế này. Danh Hoàng là người đã ghi bàn thành công để quân bình được tỷ số trong tình huống vừa rồi. Và đây là một sự khởi đầu rất tốt dành cho các thủ Kiến Trúc Cát Việt. Và giờ đây thì lối chơi của Kiến Trúc Cát Việt họ đã được khai mở đi rất nhiều các bạn. Và giờ đây thì các thủ Ban Cần Thơ họ cần phải có những tình huống phòng ngự tốt hơn, khi mà phong độ của các thủ Kiến Trúc Cát Việt họ đã được đẩy cao lên khá nhiều. Và một bàn thắng vừa rồi đã góp phần đem lại những thời cơ tốt dành cho các thủ Kiến Trúc Cát Việt các bạn. Tiếp tục vẫn là cao thủ sành. Đường chuyền hợp lý, cơ hội đây rồi. Một tình huống xử lý quá điều nghệ đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 8 đến phía câu lạc bộ Kiến Trúc Cát Việt, đó chính là Thanh Hiền các bạn. Và đó gần ngày hôm nay những tình huống như thế này thì vẫn đường đường cao thủ Kiến Trúc Cát Việt họ tận dụng rất hay. Thì đến thời điểm hiện tại này và chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng ghi bàn thành công vừa rồi. Phải nói rằng trước đó là những pha phối hợp rất tốt đến từ vị trí của thành công của bạn. Và Thanh Hiền là người đã nâng tỷ số Cát Việt là 3-2 nghiêng về các thủ Kiến Trúc Cát Việt. Và giờ đây Kiến Trúc Cát Việt họ đã lật ngược lại thế cờ của bạn. Họ đã nhập cuộc rất tốt cho đến thời điểm hiện tại này so với các thủ của Global Bay Cần Thơ. Và ngược lại đến thời điểm hiện tại này thì các thủ Ban Cần Thơ họ đã bị cuốn bởi lối chơi của các thủ xanh khá nhiều các bạn. Họ đã không còn tự tin về những tình huống phối hợp như thế này. Những đường chuyền dài thì đang được họ tung ra trên sân rất nhiều. Vẫn có bóng rất an toàn đến từ vị trí của bé tí. Quân đấu. Đó là giờ đây thời gian đã được 2/3 hiệp thi đấu thứ nhất thì các bạn được thi đấu thứ hai này rồi. Và tỷ số đang nghiêng về các thủ của Kiến Trúc Cát Việt. Ngày hôm nay thì Kiến Trúc Cát Việt họ có một họ đã thành công loại ngược vòng và những sự xoay sở khó khăn như thế này. Ở thi đấu thứ nhất thì các thủ của Bay Ban Cần Thơ họ đã vươn lên dẫn trước, tuy nhiên thì ở thi đấu thứ hai càng bị sao thì các thủ áo xanh họ càng che đấu hăng hoa hơn. Và giờ đây thì đã có một phút hội ý nghiêng về các thủ của Kiến Trúc Cát Việt các bạn, sẽ là một phút hội ý rất quan trọng ở thời điểm hiện tại này.
thêm tí nữa hả? Thích các bạn. Đúng rồi, chị nằm ở trong sân á. Được, cái giường không cuối cùng. Đi đâu? Ủa, giờ sẽ vô vào như vậy ta? Lên ba nó thì nhê nhớt mà sao nó nhìn thôi vậy? Rồi ok. Cái gì ba nó thì sao anh? Nhê nhớt là sao? Nhê nhớt. Giỡn á. Vâng, và thời gian 1 phút quay cũng đã kết thúc và chúng ta cùng bắt đầu quay lại về diễn biến của trận đấu. Trong này có tiền không ta? Ở điểm hiện tại này thì kiến trúc các biệt họ là đội bóng đang dẫn trước với tỷ số cách biệt là 1 bàn thắng của bạn. Họ đã có phần lợi nhuận cầm rất tốt ở điểm hiện tại này. Và giờ đây thì các thủ của Bi Văn Cần Thơ họ cần phải kiểm soát lại lối chơi tốt hơn còn dành cho đội bóng mình. Trời ơi, em chừng nào mới vô. Nhưng mà ở điểm hiện tại này thì phong độ của cái chú các biệt họ được đẩy cao lên rất tốt như vậy. Tình huống xử lý chưa hiểu ý đồng đội với nhau. Rất nguy hiểm. Quang Hà. Đây là Huy Bảo. Tiếp tục vắng là Quang Hà. Huy Bảo. Bắt đầu về chân của Huỳnh Khang. Tiếp tục vào Huy Bảo. Để xử lý bóng rất tốt. Huỳnh Khang. Tiếp tục là những sự kiểm soát bóng và những pha đập nhã đến từ các thủ của Bi Văn Cần Thơ. Không được rồi, sẽ là cơ hội phản công nhanh dành cho các thủ xanh. Xuống cả. Không vẫn còn. Tiếp tục vẫn là Danh Hoàng. Chưa được. Chưa có thể tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo đến từ vị trí của Danh Hoàng. Nói rằng thời điểm hiện tại này thì nhiệt độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao các bạn. Khi mà thời điểm hiện tại này thì kiến trúc các việc họ đã vệ sinh rất tốt và những tình huống tham gia tấn công như thế này. Huy Bảo. Tình huống mới biên chưa là sự thành công đến từ vị trí của Huy Bảo. Tiếp tục vẫn là Cang Hữu Sầm. Làm gì đây? Xuống cả. Đó là quay về chân của thành công. Tiếp tục vẫn là xuống cả. Tiếp tục là những tình huống thử rất tốt của Xuống Cà. Vẫn là quay về trang của Thành Công. Tiếp tục vẫn là Thành Công. Danh Hoàng. Tiếp tục vẫn là Danh Hoàng. Không đừng. Chỉ có tình huống dứt điểm Thành Công đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 6. Đó chính là Thành Công các bạn. Đủ cái bóng rất tốt, sẽ là cơ hội phản công nhanh dành cho các thủ xanh chiến đấu. Đó là một tình huống tấn công đến từ vị trí của Hoàng Văn. Vẫn chưa có những tình huống dứt điểm thành công đến từ Hoàng Văn các bạn. Thì mà trước đó là một khoảng trống rất rộng và Sú Cam đã dâng lên để có thể phối hợp cùng với đồng đội. Tuy nhiên thì không có một đường chìa dành cho Sú Cam bên phía hành lang cánh trái. Lâm Thạch. Theo người ta được. Huy Bảo. Tiếp tục vẫn là Huy Bảo dứt điểm này. Chưa được. Danh Hoàng. Nói rằng giờ đây thì cái nóng đang khắc nghiệt, đang làm khó khăn về những mòn đi thể lực của hai đội bóng nhá, khá nhiều các bạn. Luôn các bóng rất tốt đến từ vị trí của Lâm Thạch. Huy Bảo. Phản công dành cho các thủ Bi Văn Cần Thơ, không được. Đó là quay về chân của Thanh Hiền.
Và giờ đây thì thời gian của hiệp thi đấu thứ hai cũng đã kết thúc và tỷ số là 3-2 nghiêng về các thủ câu lạc bộ. Kính chúc các vị.